như các bạn có thể thấy ở trên tiêu đề á mình nói là con robot hút bụi ngày nay á nó đã bắt đầu gần đạt tới một cái đỉnh cao và rất nhiều tính năng nó có thể nằm trong đó rồi nó giống như thị trường smartphone vậy đó các bạn tới một lúc á thì từ năm này qua năm khác cái sự thay đổi của nó không còn là một cái sự thay đổi quá là đột ngột quá là lớn nữa mà nó sẽ nâng cấp dần dần những cái tính năng để một con robot càng lúc nó càng hoàn chỉnh hơn và ở đây con Dreamy X30 Ultra chính xác là con một con như vậy luôn ví dụ như các bạn so với lại con Dreamy L20 Ultra năm ngoái đi thì nó được nâng cấp thêm những cái tính năng để tăng tính tiện nghi và tăng cái khả năng dọn dẹp của con robot lên và ở trong cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn top 5 những cái tính năng mà mình thấy thích ở con Dreamy X30 Ultra này tại vì đó sẽ là một cái thứ giúp các bạn quyết định mua những cái con robot như thế này dễ dàng hơn tại vì bây giờ robot bụi thì nó nhiều tính năng quá đây là những cái thứ quan trọng nhất rồi bắt đầu ha cái tính năng mà mình thích nhất ở trên Dreamy X30 Ultra đó là cái tính năng tên là Mop Extend Tức là khi mà nó đi vào những cái cạnh tường, cạnh tủ hoặc là nếu mà các nhà các bạn có để mấy cái hộp này nọ đó Nói chung là một cái cạnh nào đó Thì khi mà nó đi vào những cái cạnh như vậy nó sẽ tự động mở cái dẻ của nó ra Để tăng được cái diện tích dọn dẹp Hay nói thân thiện hơn hay là dân giả hơn thì nó đang xòe cái dẻ của nó ra các bạn thấy là với những cái robot bình thường á thì cái dễ của nó là dễ tỉnh thôi nó sẽ không có di chuyển được thì bằng cái cách mà móc extend như thế này con Realme X30 Ultra nó có thể tăng được cái diện tích thực tế mà nó dọn và điều này có nghĩa là sát cạnh tường của các bạn nè hay là chân bàn chân ghế chân tủ á, nó sẽ trở nên sạch sẽ hơn các bạn ít có phải đi dọn lại thủ công ở những chỗ này hơn thực chất thì sau 6 năm mình xài robot hút bụi á cái tính năng móc extend này là một trong những cái mà mình thấy là nâng cấp hữu ích nhất bên cạnh những cái như là tự động giặt dẻ rồi tự động sấy dẻ các thứ cái điểm thứ hai cũng là một cái tính năng khá là độc đáo mà hiện nay á, ít nhất là tại thị trường Việt Nam đang bán chính hãng thì mình thấy là có mỗi Dreamy có thôi. Đó là cái tính năng Clean Genius. Clean Genius nó sẽ làm hai chuyện. Thứ nhất ha, khi mà con robot này nó đi về dock á, thì ở trong cái dock nó sẽ có một cái cảm biến quang học. Nó sẽ đọc coi là cái lượng nước dơ mà nó hút lên á nó có dơ quá hay không. Nếu mà dơ quá thì nó xác định là à cái khu vực mà con robot này vừa đi qua nó chưa có sạch và nó sẽ đưa con robot đi lại thêm một lần nữa. Ngoài ra nếu như mà cái lượng nước nó cũng dơ quá đó thì nó cũng sẽ giặt dẻ thêm một lần nữa để đảm bảo là ở cái lần sử dụng kế tiếp thì con robot cái dẻ của nó đã sạch sẽ rồi. Cái tính năng Clean Genius này thực chất á về nguyên lý mình thấy là nó không có gì phức tạp hết, nhưng cái cách mà nó triển khai, cái cách mà Dreame họ đưa vào con X30 Ultra thì rất là thông minh và nó thực sự giúp được ở chỗ là khi mà các bạn để cho con robot đi bình thường á chưa chắc thì các bạn đã biết được một cái khu vực đó là cái khu vực nó sẽ bị dơ thì con x30 ultra này nó phát hiện dơ nó tự quay lại nó làm thêm một lần nữa luôn các bạn không cần phải xét ở trên app gì hết và các bạn cũng không cần phải đi tự mình kiểm tra gì hết nó tự xử lý cho các bạn rồi cái điểm thứ ba mà mình nghĩ là con Dreamy x30 ultra này nó xứng đáng với cái mức giá rất là cao cấp của nó đó là cái tính năng tự động hóa của nó là full hết đầy đủ hết tất cả những gì mà các bạn cần Tính năng tự động giặt dẻ là đương nhiên có rồi ha. Sấy dẻ bằng khí nóng nó cũng có luôn. Ngoài ra thì khi mà con robot nó đi dọn dẹp một cái khoảng diện tích nhất định đó, nó cũng sẽ tự động quay lại tháp, nó xả cái dẻ cho sạch rồi nó mới đi tiếp ha chứ không phải là nó chỉ giặt một lần rồi nó đi hết cả nhà đâu. Không, bây giờ những con robot hút bụi mà có tính năng giặt dẻ nó không đi như vậy đâu. Nó sẽ mô phỏng lại rất là giống với những gì mà các bạn đang làm thực tế, đó là chúng ta lau một ít rồi mình phải xả dẻ cho sạch rồi mới đi làm tiếp chứ và nó không chỉ sấy dễ bằng khí nóng mà năm nay con Realme X30 Ultra nó được bổ sung thêm một cái tính năng mà mình thấy là tốt hơn so với lại L20 Ultra năm ngoái, đó là nó bây giờ đã có thể giặt dẻ được bằng nước nóng 60 độ C rồi. Và với cái tính năng này ha thì nó sẽ giúp cho cái dẻ của bạn nếu mà có lỡ bám dầu mỡ thì nó cũng sẽ giặt sạch hơn. Và như vậy con Realme X30 Ultra nó cũng đã ngang hàng với những cái đối thủ flagship khác đến từ Roborock, đến từ Ecovacs ở cái tính năng giặt dẻ bằng nước nóng này Một điểm nữa mà mình thấy ở con Dreamy X30 Ultra làm khá là hay đó là cái cách mà Dreamy họ gắn thêm hai cái cần gạt vào bên trong cái khay giặt dẻ như vậy thì nếu mà con robot nó giặt dẻ mà nước nó có dơ, nó có bám cặn á, thì bây giờ nó cũng sẽ được đánh cái nước bẩn đó lên nó sẽ được hút lên trên, chứa vào trong cái bình nước dơ hiệu quả hơn và tốt hơn so với trước đây thực chất thì cái việc này nó cũng sẽ không thay thế hoàn toàn cho cái chuyện mà các bạn phải đi vệ sinh cái khay giặt dễ của con robot ha nhưng mà ít nhất là nó làm cho cái việc dọn dẹp đó của các bạn có thể là hai ba tháng các bạn dọn một lần thì nó sẽ đỡ cực hơn so với lại những con robot trước đây mình từng trải nghiệm cho các bạn coi và đương nhiên cũng như ba con robot khác Dreamy X30 Ultra nó có thể tự động hút rác từ con robot chứa lên trên cái tháp khi mà con robot đã dọn dẹp xong như vậy thì khoảng tháng rưỡi hai tháng các bạn đi thay cái túi đựng bụi bên trong cái tháp là được rồi các bạn không cần phải đi đổ bụi con robot mỗi ngày một nâng cấp đáng giá nữa của con Dreamy X30 Ultra đó là cái tháp bây giờ nó đã nhỏ gọn hơn rất nhiều. Trước đây những con Dreamy tháp đã từng nhỏ gọn như thế này nha. Nhưng mà lên là 20 Ultra tự nhiên tháp nó phình to ra. Để vào trong nhà của mình á, mình đang xài con Dreamy là 20 Ultra cho nhà mình thì rất vẫn rất là đẹp nhưng mà nó vẫn đúng, nó cao mà cho nên là nó cũng chiếm nhiều diện tích hơn. Thì nếu như bạn nào thích nó fit hơn nó gọn gàng hơn ở trong cái không gian nội thất của các bạn thì X30 Ultra năm nay đã giải quyết được chuyện đó rồi. Cái dock này nó trở nên gọn gàng hơn và nó quay trở về cái thiết kế cũ của Realme rất là tốt rồi. Trong quá trình mình xài á thì một tính năng nữa mình cũng rất thích ở Realme X30 Ultra và mình đánh giá cao luôn ha. Đó là cái khả năng né vật cản. Thì với cái AI camera này á nó không chỉ là có camera nhận biết, nó không chỉ có những cái cảm biến laser để nó phát hiện được những cái vật thể nằm trên sàn, những cái vật thể thấp mà nó còn có luôn cả đèn chiếu sáng nữa cho nên nếu như mà con robot nó đi vào những chỗ mà không có nhiều ánh sáng hoặc nó đi dọn dẹp ban đêm thì nó vẫn sẽ nhận biết được những cái vật thể đó. Và trong quá trình mà mình test thực tế ở trong cái nhà của mình đó thì mình thấy là nó có thể né được dây điện màu đen trên một cái thảm màu đen cũng khá là khó để nhận biết ngay cả bằng mắt thường. Còn đương nhiên những cái vật mà nó sáng màu hơn những cái vật mà nó to hơn kiểu như dép hay là Ờ, đế của cái cây quạt thì đương nhiên là nó né được tốt và cái đó thì không vấn đề gì rồi ngoài ra thì con Dreamy X30 Ultra nó cũng có một cái chế độ riêng để tối ưu cho nhà nào có thú nuôi cụ thể là khi mà nó nhận diện được thú nuôi thì nó sẽ né hoặc là nếu mà nó nhận diện được những cái khay thức ăn này nọ của chó mèo nó cũng sẽ tự động né được bản thân cái camera của con X30 Ultra này nè các bạn có thể dùng nó như một cái camera an ninh cũng được nó có thể đi lòng vòng trong nhà bạn và bạn có thể quan sát được ở trong nhà bạn có thể đàm thoại hai chiều giống với lại mấy cái camera an ninh bình thường vậy đó tuy nhiên thì bản thân mình thì hiếm cái nào mình xài cái tính năng này lắm tại vì mình cũng không có thích xài camera an ninh là mấy nhưng mà nếu các bạn cần thì nó vẫn sẽ có ha và cái tính năng này nếu mà các bạn muốn kích hoạt nó ở lần đầu tiên thì các bạn sẽ phải nhấn một số nút ở trên con robot cho nên là cũng không không thể nào mà kích hoạt từ xa được đâu cho nên là các bạn cũng không lo về chuyện nó sẽ bị kích hoạt lén từ xa rồi và trước khi kết thúc ha thì con Realme X30 Ultra bản chất nó là một con robot hút bụi cao cấp nó là con flagship và nó là con cao cấp nhất của Realme trong năm 2024 này mà cho nên là những thứ mà các bạn có thể kỳ vọng mà nó làm tốt ví như là hút bụi vào nhà tốt là nó làm được rồi cái lực hút tối đa của nó lên tới 8.100 Pascal là rất là dư giả hai cái tính năng lâu xoay thì từ trước đến giờ đã được proven rồi à, khi mà đi lên thảm thì nó cũng tự động nhất cái dẻ lên con này nó cũng có luôn không thiếu gì hết có một tính năng mà mình chưa có được test đó, đó là năm nay ha con Realme X30 Ultra nó sẽ có thêm một cái chổi mà tự động cắt tóc gắn vào trong con robot luôn cái chổi đó nó được bán rời À, nó là một cái option mà các bạn có thể mua thêm Khi nào mà mình có được cái chổi kết đó rồi thì mình sẽ trải nghiệm và làm một cái video cập nhật sau cho các bạn ha Nhất là cái video mà mình sẽ review con X30 Ultra sau vài tháng sử dụng rồi, đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn về X30 Ultra. Đây là một cô robot mà bản thân mình cực kỳ hứng thú. Thứ nhất là nó flagship, mình rất thích những gì flagship. Thứ hai là những cái tính năng như là kiểu mop extend này hay là những cái AI camera thì nó rất là thực dụng. Khi mà các bạn thả nó vô trong nhà thì rõ ràng nó mất tiền đó, nhưng mà nó giúp cho các bạn giải phóng được cái thời gian, nó giúp cho các bạn nhàn hơn. Các bạn đi về tới nhà thì nó sạch sẽ sẵn rồi. Thì đó là một trong những cái giá trị mà những con robot hút bụi cao cấp như thế này có thể đem lại cho được cho các bạn. À. Và con Dreamy X30 Ultra sắp tới cũng sẽ có cái bộ tự động cấp xả nước nữa Thì các bạn có thể mua option thêm bên ngoài ha Mặc định nó sẽ chưa có đâu Thì khi mà cộng hết tất cả những cái tính năng này lại Thì cái con X30 Ultra nó sẽ giúp cho cái việc dọn nhà Cụ thể là quét nhà và lau nhà của các bạn trở nên ngàn hơn bao giờ hết Rồi đó là những điểm mình muốn chia sẻ với các bạn về Dreamy X30 Ultra Mình có để cái link mua ở bên dưới phần description Các bạn nào quan tâm thì có thể click vào ha Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye